Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Các bạn hãy nhấn subscribe, đăng ký kênh theo dõi để ủng hộ cho admin nha các bạn. Và không để các bạn phải chờ lâu nữa, xin mời các bạn đến với bản tin mới trong ngày. Trung Quốc là quốc gia có nền văn hóa vô cùng đa dạng. Song bên cạnh đó, thế giới còn biết đến quốc gia này với không ít những hủ tục rùng rợn. Minh hôn hay âm hôn, tức là đám cưới ma, là một trong số đó. Đám cưới này là sự kết duyên giữa hai người đã mất hoặc một người vừa mất và một người còn sống. Cho đến tận ngày nay, nhiều người Trung Quốc vẫn tin rằng một người qua đời khi chưa kết hôn là một điểm xấu và gia đình họ sẽ bị xui xẻo. Người đó sẽ cô đơn ở kiếp sau hoặc linh hồn không siêu thoát sẽ ở lại ám vào những người còn sống trong gia đình. Nếu muốn gia đình yên ổn, phải cưới cho người đã chết một cô gái hay một chàng trai, hoặc là tổ chức âm hôn cho người đã chết một đám cưới nơi địa phủ. Đám cưới ma hay còn gọi là minh hôn âm hôn được cho rằng có lịch sử rất lâu đời ở Trung Quốc nhưng không được ghi lại một cách rõ ràng. Tuy nhiên, nó rất thịnh hành trong các thời kỳ phong kiến Trung Quốc, đặc biệt là thời Hán, Tống, nhưng mai một dần vào cuối đời nhà Thanh. Lịch sử Trung Quốc còn ghi lại điển tích. Vào năm Kiến An thứ 13, Tào Xung, con trai của Tào Tháo, không may mà chết sớm. Tào Tháo đau khổ, day dứt vì chưa cưới được vợ cho con khi còn sống, nên muốn tìm một tiểu thư gia đình quyền quý đã chết để làm lễ cưới với Tào Xung. Một thời gian sau, khi nghe nói họ Trần có con gái chết yểu, Tào Tháo liền đến nói chuyện. Hai gia đình chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới mà như thật, sau đó mới tiến hành hợp táng cho đôi vợ chồng mới cưới. Người Trung Quốc vốn rất tin vào phong thủy mộ mã. Họ cho rằng những ngôi mộ cô độc sẽ ảnh hưởng tới sự hưng thịnh của hậu duệ sau này. Thêm vào đó, nhiều nhà phong thủy vì muốn kiếm tiền bất chính nên xúi dục các gia đình cử hành âm hôn. Việc tổ chức một đám cưới ma cũng phải tiến hành như với người đang sống, không được phép bỏ qua bất kỳ một tiểu tiết nào. Bởi nhiều người quan niệm rằng những hồn ma chưa được tổ chức hôn lễ sẽ rất khó tính, nếu không khéo chịu thì người nhà sẽ bị họ hành đến hết đời. Tổ chức một đám cưới ma là vô cùng tốn kém. Do đó, âm hôn thường diễn ra trong những gia đình giàu có thời xưa. Theo ghi chép, những nam nữ thanh niên chưa kết hôn không may chết sớm thì cha mẹ bắt buộc phải nhờ quỷ mai mối đi dạm hỏi cưới xin, sau đó tiến hành xem quẻ. Nếu như xem quẻ đồng ý cho cưới thì hồn ma của đôi nam nữ sẽ được may áo cưới rồi cử hành hôn lễ và chôn cất hai người cùng một mộ. Trong nghi thức âm hôn, nếu cả cô dâu và chú rể đều đã qua đời thì họ sẽ được đại diện bằng hình nhân đặt trên bàn thờ. Nhà trai cũng phải tặng lễ vật cho nhà gái. Mọi đồ ăn thức uống đều là thật, chỉ có duy nhất quần áo và trang sức là đồ vàng mã được đốt sau lễ âm hôn để cô dâu hưởng dưới suối vàng. Trong khi đốt vàng mã, nhà trai sẽ đứng quay xung quanh đánh trống thổi kèn. Nếu chú rể còn sống kết hôn với một cô dâu ma hoặc ngược lại, thì thay vì để hai hình nhân, người ta chỉ để một bức ảnh cô dâu hay chú rể, còn các nghi thức khác tiến hành như bình thường. Sau nghi lễ âm hôn, hai bên gia đình thông gia với cô dâu chú rể sẽ trở nên gắn bó với nhau hơn, đặc biệt trong các dịp lễ Tết hội hè. Thậm chí, người Trung Quốc còn cho rằng đám cưới ma là một cuộc hôn nhân trường tồn vĩnh cửu. Hai người ở cõi âm sẽ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau, không hề có chuyện ly dị như các đôi vợ chồng trên dương gian. Chính phủ Trung Quốc đã chính thức cấm hủ tục đám cưới ma từ năm 1949. Tuy nhiên hiện nay, hủ tục này lại tiếp tục thịnh hành trở lại. Với niềm tin vào tâm linh, sự mê tín một cách mù quáng, tại nhiều vùng nông thôn vẫn thường diễn ra việc mua xác chết chưa kết hôn, thậm chí là trộm xác, cướp xác và dẫn đến những vụ giết người để làm nguồn cung cấp xác chết để làm đám cưới ma. Âm hôn bị coi là phạm pháp, nhưng một số gia đình khá giả ở nông thôn vẫn sẵn sàng bỏ tiền để mua cô dâu ma cho con trai đã chết. Những phụ nữ xinh đẹp chết trẻ thì càng có giá cao.
giá một xác chết nữ mới qua đời trên thị trường chợ đen có thể lên tới 30.000 USD, tức là gần 650 triệu đồng. Âm hồn không những tốn kém mà còn gây ra nhiều tệ nạn. Chính vì vậy, chính phủ Trung Quốc vẫn đang nỗ lực để dẹp bỏ hủ tục này. Những vụ phạm tội nảy sinh từ đám cưới ma hết sức nghiêm trọng, nhưng chế tài không đủ mạnh khiến loại tội phạm này có xu hướng gia tăng. Và chắc chắn rằng hủ tục này sẽ vẫn còn tồn tại nếu người dân còn mù quáng tin vào ảnh hưởng của âm hồn đời sống.